Vào muôn chữ thứ tha ngộ tất cả pháp, tánh nghĩa chấp trước nghĩa bất khả đắc. Vào môn chữ A ngộ tất cả pháp, tánh hay làm nhân bất khả đắc. Vào môn chữ Bạt ngộ tất cả pháp, tánh có thể phá hoại bất khả đắc. Vào môn chữ Phược ngộ tất cả pháp, tánh ưa muốn che đậy bất khả đắc. Vào môn chữ Tạp Ma ngộ tất cả pháp, tánh có thể nhớ nghĩ bất khả đắc. Vào môn chữ Hạp Phược ngộ tất cả pháp, tánh có thể gọi tên bất khả đắc. Vào môn chữ Tha ngộ tất cả pháp, tánh mạnh mẽ bất khả đắc. Vào môn chữ Xài ngộ tất cả pháp, tánh rất bình đẳng bất khả đắc. Vào môn chữ Na ngộ tất cả pháp, tánh chứa nhóm bất khả đắc. Vào môn chữ Nã ngộ tất cả pháp, xa lìa tranh cãi huyên náo, không đến không lại, đi đứng ngồi nằm bất khả đắc. Vào môn chữ Phà ngộ tất cả pháp, quả báo đầy khắp bất khả đắc. Vào môn chữ Tắc Ca ngộ tất cả pháp, tánh tích tụ chứa nhóm bất khả đắc. Vào môn chữ Giật Xa ngộ tất cả pháp, tánh tướng già suy bất khả đắc. Vào môn chữ Trước ngộ tất cả pháp, chứa nhóm dấu vết bất khả đắc. Vào môn chữ Cha ngộ tất cả pháp, tánh xô đuổi nhau bất khả đắc. Vào môn chữ Trạch ngộ tất cả pháp, xứ sở rốt ráo bất khả đắc. Này thiện hiện, môn chữ Trạch này có thể ngộ nhập tận cùng pháp không? Ngoài các chữ này ra, biểu thị các pháp không lại bất khả đắc. Vì sao? Vì nghĩa các chữ này không thể giảng nói, không thể chỉ rõ, không thể ghi chép thọ trì, không thể chấp lấy, không thể quán sát xa lìa các tướng. Này thiện hiện, ví như hư không là nơi tất cả các vật nương tựa, môn các chữ này cũng vậy, nghĩa không của các pháp đều dựa vào môn này mới được hiển rõ. Này thiện hiện, vào chữ ả này vân vân gọi là vào môn các chữ. Này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát đối với việc vào môn các chữ này được trí thiện xảo, thì đối với các ngôn ngữ âm thanh nói ra, nêu rõ đều không chướng ngại. Đối với tánh không bình đẳng của tất cả pháp đều có thể chứng đắc phụng trì. Đối với các ngôn ngữ âm thanh đều được khéo léo. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể nghe như vậy? Vào môn các chữ ấn tướng ấn cú, nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt, giải nói cho người khác mà không mong cầu danh dự lợi dưỡng sự cung kính, do đó được 20 công đức thù thắng. Những gì là 20? Nghĩa là được sự nhớ nghĩ tốt, được sự hổ thẹn cao quý, được sức bền bỉ, được pháp hướng đến, được sự giác ngộ tăng thượng, được trí tuệ thù thắng, được biện tài vô ngại, được pháp môn tổng trì, được không có nghi hoặc, được ngôn ngữ trái thuận mà không sanh ghét ưa, được sống bình đẳng không có cao thấp, được nói lời khéo léo đối với hữu tình, được uẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, đế thiện xảo, được duyên khởi thiện xảo, nhân thiện xảo, duyên thiện xảo, pháp thiện xảo, được trí căn thắng liệt thiện xảo, trí biết tha tâm thiện xảo, được trí xem sao lịch thiện xảo, được trí thiên nhĩ thiện xảo, được trí nhớ nghĩ việc đời trước thiện xảo, được trí thần cảnh thiện xảo, trí sanh tử thiện xảo, được trí lậu tận thiện xảo, được trí thuyết xứ phi xứ thiện xảo, được trí vãng lai thiện xảo, phép oai nghi thiện xảo. Này thiện hiện, đó là 20 công đức thù thắng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem vô sở đắc làm phương tiện, được các môn Đà La Ni như vậy, nên biết đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát.